5 dấu hiệu của người có phúc, bạn có bao nhiêu? Chào quý vị và các bạn khán thính giả thân thương của kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, tự cổ chí kim, con người đều khát khao cháy bỏng, có thật nhiều phúc khí trong đời. Nhưng bạn đã bao giờ từng nghĩ phúc khí là gì? Người Trung Quốc cổ đại quan niệm rất cụ thể về phúc, biểu thị rõ ràng qua chữ viết tượng hình của họ. Có thể thấy bên trái chữ Hán này xuất hiện chữ Nhất, chữ Khẩu, chữ Điền, hàm ý một người có cơm ăn, có ruộng cày cấy là có phúc. Mặc dù trong xã hội ngày nay không nhất thiết người người nhà nhà đều trồng trọt, nhưng đạo lý ẩn chứa trong đó vẫn không hề thay đổi. Hạnh phúc thực ra rất đơn giản, nó hoàn toàn không đặt ra quá nhiều yêu cầu về mặt vật chất. Có mái nhà nương thân, có quần áo để mặc, có một công việc để làm, có bạn bè yêu thương chân thành, lẽ nào đó không phải là người hạnh phúc? Chuẩn bị một tâm thái ổn định và đúng đắn, bạn sẽ luôn nhìn thấy phúc khí bao quanh bạn. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 5 dấu hiệu của người có phúc, liệu bạn có sở hữu được điều nào không? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài chia sẻ. Thứ nhất, chịu thiệt là phúc. Làm người, chẳng ai mà không thích hơn thua, thích mình giàu có hơn, nổi bật hơn, được khen ngợi nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng nếu bạn là người sẵn sàng nhận chịu thiệt về mình, cho thấy bạn là người có phúc. Dấu hiệu của người có phúc ở chỗ, họ có tầm nhìn xa trông rộng, biết mềm nắn, rắn buông, đúng lúc, vì quan trọng nhất là kết quả ở tương lai rực rỡ thế nào, chứ không phải ở hiện tại mình thiệt thòi ra sao. Hầu hết chúng ta chỉ thích tranh đoạt hơn thua, kém miếng khó chịu, thấy người ta hạnh phúc thì ghen tị, thế nên sợ bị thiệt, sợ xem là kẻ ngốc trong mắt mọi người. Họ không hiểu rằng chấp nhận chịu thiệt là khôn ngoan. Không phải ai ý thức được cũng đã làm được, vì trong đó chứa đựng cả cảnh giới của sự từ bi và trí huệ mà người xưa luôn căn dặn chúng ta. Bởi lẽ, điều mà người chịu thiệt đạt được không chỉ là nội tâm thanh tịnh mà còn tích được công đức sâu dày về sau. Họ sẽ nhân được phước báo theo quy luật nhân quả, chứ không đơn giản là một điều gì đó có ngay trước mắt. Ví dụ như trong một tình huống khó khăn, nhờ chịu thiệt mà họ nhanh chóng tìm được lối thoát, như xuất hiện tình huống thuận lợi bất ngờ hoặc có người tự dưng hỗ trợ, thì người đó chắc chắn có phúc nhờ tích đức từ tiền kiếp. Thứ hai, có sức khỏe là phúc. Bạn có thể chưa có tiền, nhưng nếu bạn có sức khỏe, chắc chắn rồi bạn sẽ tìm được cách kiếm tiền. Thế nhưng nếu bạn có rất nhiều tiền nhưng lại không có sức khỏe, chắc chắn bạn sẽ không thể nhờ ai đó xài giúp tiền của chính mình. Hãy nghĩ tới cảnh một người quanh năm bệnh tật hành hạ thì họ có nhiều tiền cũng chẳng thể nào vui vẻ, hạnh phúc sống trọn vẹn ngày nào. Thế nên mới có câu làm hoàng đế mắc bệnh không bằng làm kẻ ăn mày mà khỏe mạnh. Cho nên sức khỏe là vốn quý trên đời, còn quan trọng hơn cả tiền tài, chức vị, danh vọng. Sức khỏe chính là phương tiện của trí huệ, là tiền đề của sự nghiệp. Có sức khỏe rồi, ta mới an tâm thực hiện được những ước mơ của cuộc đời mình, có thể giúp đỡ được nhiều người. Và khi ta có được cơ thể khỏe mạnh, thì đầu óc mới đủ sáng suốt, tinh thông để giải quyết vấn đề. Thế mới thấy rằng phúc khí do chính ta tạo ra bắt đầu từ việc nhỏ như chăm sóc cơ thể của mình nhằm cải thiện không chỉ thân mà cả tâm nữa. Thứ ba, biết đủ là phúc. Trên thế giới có biết bao nhiêu người khốn khó vì cuộc sống mưu sinh mà dốc cạn sức lực mỗi ngày chỉ mong đủ ăn. Nhưng cũng có những người lại lao vào công việc vì mưu cầu một cuộc sống nhiều tiện nghi, vật chất hơn. Có khi nào bạn tự hỏi, chẳng lẽ phú quý lại quan trọng hơn tính mạng con người? Ở đời không cần lo cơm ăn áo mặc, gia đình êm ấm hạnh phúc thì còn điều gì phải oán thán nữa? Thế nên muốn hạnh phúc, trước hết bạn phải biết đủ. Chỉ những người tự biết hài lòng với những gì mình có, giảm thiểu những ham muốn vật chất mới thực sự tìm thấy phúc khí. Thực tế, tất cả những điều bất hạnh, không vui vẻ trong đời đều do bản thân mình tạo ra. Một ý nghĩ có thể cùng ta bay tới thiên đường, một ý nghĩ có thể đưa ta tới địa ngục, mở rộng tấm lòng, thay đổi suy nghĩ, hạnh phúc sẽ nối đuôi tìm đến với bạn. Người biết đủ là một trong những dấu hiệu của người có phúc, thế nên sự thật là người may mắn nhận được phúc báo không nhiều. Thực tế là khi nhìn xung quanh bạn sẽ thấy ai ai cũng tham lam, luôn cố gắng giành giật để vun vén về mình. Họ hành động mù quáng như thế, phần lớn là do tham sân si mà ra.
Cuối cùng, thứ họ nhận được gì ngoài sự ê chề buồn tủi? Gia đình không hạnh phúc, làm ăn thì bị thất bát, hại người rồi lại bị người hại. Người có vài tỷ thì muốn có thêm chục tỷ, người trăm tỷ lại muốn có nghìn tỷ. Dường như họ không có điểm dừng, cứ thế cả cuộc đời sẽ luôn chìm trong đau khổ, không biết đâu mới là điểm đến hạnh phúc. Họ đã quên một sự thật rằng tham lam, tài vật thái quá, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng mang được thứ gì. Cuộc sống ngày nay xô bồ, ham muốn vật chất càng được khơi gợi những người biết đủ sẽ chọn lối sống thanh đạm. Đói thì ăn, mệt thì nghỉ, việc đến thì làm, cần cù chịu khó sống với hiện tại, ấy cũng chính là phúc. Thứ mà một người thực sự cần thường không nhiều. Bởi vậy, một người có thể chọn cách sống thanh đạm thì chính là người có phúc. Vậy nên làm người mà biết ung dung tự tại, không tham không sân, biết đủ là phúc. Đó cũng chính là đạo lý mà chúng ta thường nghe thấy, biết đủ thường vui. Thứ tư, gia hòa là phúc. Bạn quả là người may mắn khi có một gia đình hòa hợp, tương thân tương ái. Chuyện cãi vã có thể xảy ra, nhưng mọi người biết bỏ qua để vui vẻ, quây quần bên nhau. Gia đình ấy chắc chắn sẽ là nơi để bạn có được một nền tảng vững chắc để tự tin trong cuộc sống, theo đuổi đam mê, là chỗ dựa tinh thần để đương đầu với tất cả chông gai. Một trong những điềm lành báo hiệu gia đình có phúc đó là người phụ nữ có tâm ngay thẳng, nhân từ tốt bụng. Vì phụ nữ được xem là phong thủy của gia đình, họ sẽ mang lại cho gia đình và thế hệ tương lai phúc đức vô tận, giúp tránh những điều không tốt hay tai ương cho mọi người. Nhưng không thể tự nhiên mà các thành viên gia đình hòa hợp được. Ngay cả chính bạn là một trong những thành viên trong nhà cũng cần biết nhún nhường khi cần để bao dung cho những lỗi lầm, thiếu sót của mọi người. Bạn cũng phải có thái độ đúng trong việc vun vén hạnh phúc của gia đình mình. Hãy cảm ơn vì mình đã tích đức từ tiền kiếp, để kiếp này được may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia không có được một gia đình trọn vẹn như thế. Thứ năm, biết tin vào nhân quả. Một trong những dấu hiệu của người có phúc đó là họ biết tin vào nhân quả, biết sợ hãi tránh xa điều xấu xa vì sợ gây ra hậu quả sau này, biết góp công sức cùng mọi người xây dựng cuộc sống này tươi đẹp hơn. Đây là điểm quan trọng đối với người có phúc báo, vì những ai đã tin vào nhân quả sẽ sống lương thiện và hành xử có tâm mà không cần phải có người đi theo để nhắc nhở chỉ bảo. Vì hiểu được nhân quả nên họ không quá bám chấp vào bất cứ điều gì. Chuyện đến rồi đi đều được xem nhẹ như không. Vậy nên biết sống tùy duyên, có được sự an yên, hạnh phúc từ trong tâm. Hơn ai hết, họ ung dung tự tại, luôn tỏa ra phúc khí khiến người xung quanh cũng cảm thấy bình yên kỳ lạ. Thực ra họ cũng có nỗi khổ như tất cả chúng sinh. Thế nhưng họ biết chuyển hóa nó, có thể coi nhẹ được mất, thì ắt không gì có thể khiến cho họ buồn khổ quá lâu được. Vì thế khi đã sống trên đời thì bạn nên biết sống bao dung, biết buông bỏ đúng lúc và cần cả sự giữ chữ tín giữa người với người. Đã hứa với ai điều gì thì nên thực hiện, đã nợ cái gì thì nên trả. Trong cuộc đời này, bạn sống mà tâm luôn được thanh thản, đó mới là hạnh phúc thực sự. Quý vị thân mến, mỗi ngày đều có thể ăn ngon ngủ kỹ, nụ cười thường trực trên môi, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tâm thái tốt, sức khỏe vượng, làm gì cũng như ý, ấy chính là người có phúc nhất. Hãy dành thời gian suy nghĩ về những hành động của bản thân, xem những hành động đó có ảnh hưởng tới phúc khí của mình hay không. Nhận thức sâu sắc được hành vi tư tưởng của bản thân, tìm ra thiếu sót, dùng trái tim để sửa chữa. Bởi trái tim là cội nguồn của phước lành, phúc khí có bên bạn hay không là ở tấm lòng của bạn. Những người có cái tâm rộng lớn sẽ không bị ngoại cảnh làm xao động. Tấm lòng rộng mở, tâm tư an yên, mỗi ngày đều vui vẻ đối diện cuộc sống, không cố chấp, không để tâm vào những chuyện vụn vặt, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Ôn hòa như người già, đơn thuần như con trẻ, trong sáng như dòng nước, thong dong như đám mây. Những người như vậy, phúc khí hẳn vô lượng. Muốn làm một người có phúc, cần học được tinh thần của chữ phúc, biết hài lòng với những gì đang có. Hạnh phúc vì có cơm ăn áo mặc, có việc làm hàng ngày. Hãy để tâm hồn mình rộng lớn, bình hòa, vui vẻ tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày trong đời, để phúc khí luôn ở bên bạn. Có những người luôn cảm thấy mình không có phúc. Khi so sánh với mọi người xung quanh,
cuộc sống, tiền bạc, quyền lực, ngoại hình đều không bằng người khác. Thậm chí ngay cả vợ chồng mình đều không hiền thục thành công như vợ chồng người ta. Còn mình cũng không thông minh như con nhà hàng xóm. Như thể bao nhiêu thứ tốt đẹp đều chạy đến chỗ người khác. Những chuyện may mắn đều bị người ta chiếm hết, bản thân chẳng còn lại gì. Sinh ra tâm trạng bất mãn với cuộc đời, cho rằng bản thân chẳng có lấy một chút hạnh phúc. Nhưng ít ai để ý rằng lòng ganh đua khiến cho người ta đau khổ. Tự lấy bản thân ra so sánh với những người giỏi giang hơn mình mà không có dũng khí, ý chí phấn đấu, không thể nỗ lực đạt được trình độ giống như người ta. Cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ, tự hổ thẹn, sinh lòng đố kỵ. Đời luôn là vậy, bạn ngưỡng mộ người khác có giày, nhưng có người lại ngưỡng mộ bạn chỉ vì bạn có chân. So sánh với người khác chẳng khác nào tự đặt bản thân mình vào tình cảnh khó khăn, không mang lại bất kỳ tác dụng thực chất nào. Vậy nên mỗi người là một cá thể độc lập, hãy giữ một tâm thái vững vàng, ôn hòa tận hưởng phúc khí mình đang có, cố gắng vượt lên chính mình thay vì nhìn vào người khác để đặt mục tiêu cho bản thân.